Chào mọi người, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục chỉnh sửa những cái đoạn video clip chúng ta tải về là dung dịch vệ sinh phụ nữ series của Real Real Việt Nam. Đây là một sản phẩm mới. Vậy thì để chỉnh sửa nó, chúng ta cần làm gì? Chúng ta sẽ phải cần một cái phần mềm Office PowerPoint. Và đây cũng là cái phần mềm mà anh Trần Quang Huy ảnh muốn các anh chị sử dụng bởi vì nó nhanh và nó tiện nhất. Vậy thì bây giờ để chúng ta có thể sử dụng chỉnh sửa video clip bằng PowerPoint, chúng ta sẽ lít phải vào màn hình, chọn New Microsoft PowerPoint Presentation. Và sau khi mà các anh chị tạo xong, các anh chị đang đặt cho nó một cái tên. Ví dụ như lần này chúng ta nói là giới thiệu về sản phẩm series. Chúng ta đặt cho nó một cái tên như vậy. Nhưng khuyên các anh chị nên đặt một cái tên không có dấu. Đôi lúc là chúng ta đặt dấu thì hệ thống máy tính nó sẽ bị lỗi. Chúng ta đặt một tên không dấu và lần này open lên. Anh chị sẽ thấy một cái giao diện của phần mềm như thế này. Anh chị click vào trong cái khu vực này, click phải một cái, chọn New Slide. Rồi, New Slide đã xuất hiện. Thì trong cái New Slide này á, bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ xóa cái cột này trước đi. Các anh chị click vào ấn Delete. Click này ấn Delete cho nó trắng. Chúng ta sẽ đưa cái đoạn clip của mình vào. Anh chị kéo thẳng vào đây. Và anh chị thấy là cái đoạn clip của mình nó bự hơn cho cái màn hình. Như vậy thì chúng ta sẽ ấn vào trong cái góc này, chúng ta ấn nút Shift. Shift giữ nguyên nha các anh chị. Shift nó sẽ giúp cho cái khung này nó không có bị biến dạng. Rồi, anh chị kéo nhỏ nó lại, bỏ Shift ra, rồi kéo cái thằng này vào. Anh chị kéo làm sao cho nó hợp lý, nó bằng nhau. Rồi có thể giữ nguyên nút Shift ở các góc để mà chỉnh sửa cho nó dễ hơn. Sau khi mà chúng ta đã đưa được cái đoạn video clip vào rồi á, thì các anh chị sẽ tạo cho nó một cái banner ha. Chúng ta sẽ chọn Insert vào trong cái gọi là shape này nè, rồi chọn một cái ô hình chữ nhật, ấn vào. Từ đây nó xuất hiện một cái thanh bốn bốn tia, anh chị kéo kéo nó ra làm sao cho nó vừa cái bên này. Rồi, thì sau khi kéo xong cái banner, các anh chị sẽ tô cho nó một cái màu đen. Thì tô vào trong Home chúng ta sẽ dùng cho Shape Fill nè. Shape Fill có nghĩa là tô màu. Các anh chị ấn vào chọn cái màu đen. Đó, các anh chị thấy nó đã có cái màu đen. Và tương tự các anh chị sẽ chọn cái này để copy, sau đó các anh chị click Ctrl V để dán một cái banner ở bên dưới giống như vậy. Rồi. Như vậy là anh chị vừa mới tạo cho nó một cái banner để làm cái gì? Thì cái banner bên trên chúng ta sẽ để cái tiêu đề. Các anh chị sẽ thấy cái dạng này nó rất là giống cái dạng mà các anh chị coi những cái đoạn trích phim ở trên Facebook á các anh chị. Người ta cũng hay làm cái dạng này lắm, rất là nhanh. Rồi, bây giờ ghi cái gì ở đây? Thì chúng ta sẽ bắt đầu ấn vào trong cái phần Insert. Chúng ta chọn một cái, có thể các anh chị chọn cái gọi là Word Add. Nó sẽ có những cái phông chữ ở đây. Dương thì Dương sẽ chọn cái chữ này. Nó mới di chuyển lên. Rồi, ấn vào đây, kéo cho nó giãn ra đây. Rồi các anh chị sẽ ghi gì? Dương sẽ ghi đó là giới thiệu về sản phẩm mới nhất. Rồi, các anh chị ghi có thể ghi bên dưới là chúng ta lại copy cái đoạn bên trên, copy cái đoạn test, hoặc là chúng ta insert tiếp, chúng ta chọn một cái word add tiếp, chúng ta kéo nó xuống dưới, kéo qua hai bên và ghi tên nó vào: dung dịch vệ sinh phụ nữ hot nhất 2019. Ở đây thì đã có chữ nhất ở dưới rồi, thì bỏ cái này. Sản phẩm mới từ Riori. Rồi, anh chị thấy thì bây giờ chúng ta đã tạo được một cái
một cái nền ha, một cái nền trong đó nó có đoạn video clip. Thì bây giờ làm sao để chúng ta coi đó là chúng ta xúc nó ra được đây. Thì trong cái phần mà chúng ta làm cái clip với cái phần mềm PowerPoint này, nó sẽ gồm có hai bài nha các anh chị. Bài thứ nhất thì mình sẽ là thêm những cái dạng giống như thế này, thêm cái thanh banner vào, thêm cái hiệu ứng vào. Và cái dạng thứ hai là chúng ta sẽ thu âm trực tiếp cái hình ảnh của mình luôn, chèn vô hoặc là thu âm âm thanh thôi. Thì mỗi một lần mà Dương hướng dẫn cho mọi người thì Dương muốn các anh chị sẽ làm được từng bước, nên Dương sẽ chia làm hai bài về cái đó, rồi tiếp theo chúng ta sẽ có những bài về Camtasia. Và bây giờ chúng ta thử nha, chúng ta sẽ thử thử là khi mà chiếu lên nó như thế nào. Chiếu lên nó sẽ xuất hiện cái này. Công ty làm một cái đoạn clip với một cái điệu nhạc cực kỳ hay, và Dương nghĩ series là một trong những cái sản phẩm mà sắp tới sẽ được thị trường đón nhận rất là nhiều. Các anh chị sẽ cố gắng để giới thiệu cái sản phẩm này trên kênh của mình nha. Và cái đó là cái mà chúng ta vừa mới tạo ra một một cái đoạn video clip, để chúng ta sẽ đưa cái đoạn clip này theo phong cách của chính riêng mình như thế nào đây, chúng ta đưa xuất nó ra như thế nào để chúng ta up lên. Ở đây thì các anh chị thấy là nếu mà để như thế này thì họ sẽ thấy là cái này sẽ lấy là từ phía công ty rất là nhiều. Thì cái vậy thì cái thông tin của mình ở đâu? Các anh chị có thể thêm cái thông tin của mình ở dưới, ở trên đây chẳng hạn, ví dụ như là sản phẩm mới từ Riori. Gạch đại lý Hoài Thu. Đây, chẳng hạn như vậy. Các anh chị để như vậy, hoặc là các anh chị ghi là đại lý Hoài Thu, số điện thoại 0912345678. Riori. Đó, người ta sẽ thấy được cái thông tin của các anh chị. Như vậy thì tùy ha, chọn cái cỡ chữ nhỏ thì có thể viết được nhiều hơn. Rồi, sau đó chúng ta thử lại một lần nữa xem như thế này thì người ta sẽ thấy được nhiều hơn không nha. Dương cũng không thích cái nền đen cho lắm. Vậy thì tiếp tục chúng ta ấn vào cái nền đen này, và chúng ta có thể sử dụng cái Shape Fill cho cái phần. Rồi, Dương đã ấn được vào cái phần màu đen rồi. Thì các anh chị thấy đây là Shape Fill. Thì khi mà chúng ta thấy có được cái shape fill á, chúng ta có thể chọn đổi màu nó một cái màu mà nó phù hợp hơn. Dương thấy là cái màu tím này đi chung với cái màu tím này đi chung với cái màu nào đây? Cái màu xám đen chứ không hẳn là đen. Hoặc là cái màu cam. Tùy các anh chị lựa chọn màu nào cũng được, nhưng miễn làm sao mà nó hợp với lại cái tông màu các anh chị chọn và nó nổi bật được cái chữ lên. Nếu mà Dương đã có chữ màu vàng thì màu đen vẫn là nổi nhất ha, hoặc là nếu Dương chọn cái chữ màu cái nền tối thì chữ phải là chữ trắng, còn cái nền trắng thì chữ phải là chữ tối. Rồi, tùy các anh chị, Dương vẫn giữ nguyên vậy. Như vậy là lúc là xuất ra là mình phải chọn vào đây export video. Rồi, second span on slide. Cái này bây giờ á thì chúng ta sẽ phải xem cái đoạn này nó nặng, nó dài khoảng bao nhiêu phút. Nó dài là 35 giây. Ở đây Dương sẽ đề là 35. Ở đây có một cái vấn đề ha. Khi mà chúng ta muốn cái đoạn clip này mà nó tự động nó chạy á, mà nó đúng thời gian mà các anh chị quy định á, thì các anh chị sẽ vào trong cái phần gọi như animation này. Chúng ta chọn animation banner, nó sẽ xuất hiện một cái bảng như thế này. Thì để cái đoạn clip này nó tự động chạy, hồi nãy các anh chị thấy là nó được click thì nó mới chạy. Như vậy thì nó bị lâu lắm, xuất ra nó bị sai. Các anh chị chọn vào trong này, các anh chị chọn đúng cho mình là after reverse. Chọn cái này nha. Rồi sau đó các anh chị sẽ test thử là mình ấn play một cái coi nó tự động nó chạy không.
nó chạy ngay lập tức. Chúng ta sẽ xuất cái đoạn clip này ra, file, export, re video, đoạn clip dài 35 giây đúng như cái thời gian của cái view clip gốc, re video. Rồi cho nó chồng lên đây, yes, và chúng ta chờ đợi. Là chờ đợi cái thanh này nó lại xuất ra. Rồi, chúng ta test thử xem là cái clip này có đúng như ý mình không. Rồi. Quá tuyệt vời. Ok, đoạn clip rất là hay. Và như vậy là các anh chị vừa tạo ra được một cái video clip này. Và từ cái video clip này thì cái cách up lên thì như video clip trước Dương đã hướng dẫn rồi. Như vậy thì chúng ta vừa mới hoàn thành xong cái bài 1. Đó là bài chỉnh sửa một cái đoạn clip rất là nhanh để up lên kênh YouTube của chính mình bằng PowerPoint. Thì trong cái bài sau chúng ta sẽ cùng làm một cái bài tập khó hơn. Đó là chúng ta sẽ tập hợp một số ảnh và cùng viết clip, sau đó sẽ ghi âm. Mong là các anh chị sẽ đón chờ bài tiếp theo. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.